Parasaurolophus là một chi khủng long chân chim thời tiền sử sinh sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ phân trắng, khoảng 76 đến 73 triệu năm trước. Loài khủng long hấp dẫn này đã được công nhận vì đỉnh sọ cong ngược đặc biệt. Cái tên Parasaurolophus có nghĩa là thằn lằn gần mào, ám chỉ cái mào trên đầu độc đáo này của chúng. Parasaurolophus được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1920, hóa thạch một phần của loài khủng long này đã được thu thập từ các tảng đá thuộc kỷ phân trắng phía trên gần Sand Creek, Alberta, Canada. Hóa thạch cũng đã được tìm thấy ở các địa điểm khác ngoài Canada như New Mexico và Utah. Cho đến nay, ít nhất 3 loài đã được xác định trong chi này. Vẻ ngoài nổi bật của loài khủng long này là một lý do khiến nó được yêu thích đến vậy. Các nhà khoa học từ lâu đã tranh luận về mục đích bí ẩn về cái mào của nó. Điều này đã đưa ra nhiều giả thuyết. Nhưng còn rất nhiều những sự thật thú vị khác về loài khủng long này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một số sự thật đã biết về Parasaurolophus và đi sâu hơn vào tầm quan trọng của việc phát hiện ra nó. Đặc điểm của hình thể. Parasaurolophus là một thành viên của họ Hadrosauridae. Nhóm khủng long kỷ phân trắng này còn được gọi là khủng long mỏ vịt, nổi tiếng với hình dạng độc đáo của xương mõm và nhiều kiểu trang trí đầu đa dạng. Nó giống như các loài khủng long Hadrosaurid khác, cũng có mõm mỏ vịt, nhưng điểm đặc biệt nhất của loài khủng long này là mào sọ dài và phức tạp. Hộp sọ dài khoảng 1,6m, bao gồm cả mào nhô ra từ phía sau đầu. Mào được tạo thành từ sự kết hợp của xương và keratin. Nó có hình dạng khá giống với mào của Saurolophus, một loài khủng long Hadrosaurid khác, chính là nguồn cảm hứng cho cái tên Parasaurolophus. Điều đáng chú ý hơn là mặc dù có những điểm tương đồng, nhưng hai loài khủng long này không có quan hệ họ hàng với nhau và có những điểm đặc biệt khác biệt, chú ý về thể chất. Ví dụ như Saurolophus có mào rắn, nhưng Parasaurolophus lại rỗng. Điều này cho thấy chúng có những mục đích sử dụng khác nhau. Mỏ của Parasaurolophus cũng hẹp hơn mỏ của Saurolophus. Mào của Parasaurolophus dài hơn mào của Corythosaurus hoặc Lambeosaurus. Parasaurolophus là một loài khủng long tương đối lớn. Nó phát triển đến chiều dài khoảng 10m và nặng trung bình từ 2,5 đến 2,8 tấn. Loài khủng long này có thân hình cường tráng với thân hình vuông cùng chiếc đuôi dài và thon. Các chi sau của nó dài hơn và khỏe hơn các chi trước, cho thấy tư thế chủ yếu là bằng hai chân. Nơi chúng sinh sống. Những khám phá hóa thạch cho thấy nó sống vào cuối kỷ phân trắng và phạm vi địa lý của nó là Alberta và Saskatchewan ngày nay ở Canada, cho đến New Mexico và Utah của Hoa Kỳ. Sự phân bố này chỉ ra rằng Parasaurolophus có thể đã có sự phân bố tương đối rộng ở nội địa phía Tây của Bắc Mỹ. Khu vực Bắc Mỹ này được đặc trưng bởi vùng đồng bằng ngập nước, thung lũng sông và các khu vực ven biển trũng thấp trong thời kỳ cuối kỷ phân trắng. Parasaurolophus có khả năng sinh sống ở cả vùng rừng và vùng đồng bằng rộng mở, nơi nó có thể tìm thấy nhiều loại tài nguyên thực vật. Những khu vực này có thảm thực vật phong phú, bao gồm dương xỉ, cây lá kim, cây mè và thực vật có hoa, là nguồn thức ăn cho các loài khủng long ăn cỏ như Parasaurolophus. Trong thời kỳ nó tồn tại, vùng nội địa phía Tây của Bắc Mỹ có đặc điểm là khí hậu ấm áp và ẩm ướt. Khu vực này trải qua những biến đổi theo mùa với mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Một phần lớn đất liền Bắc Mỹ được bao phủ bởi đường biển nội địa phía Tây, đôi khi xâm nhập và thụt lùi, định hình hệ sinh thái trong khu vực. Cảnh quan rất đa dạng với hệ thống sông lớn, rừng tươi tốt và vùng ven biển rộng lớn. Các đầm lầy và vùng đất ngập nước cũng khá phổ biến. Hành vi và chế độ ăn uống. Parasaurolophus là loài khủng long chủ yếu đi bằng hai chân. Nó đi bằng hai chân nhưng cũng có khả năng di chuyển bằng bốn chân. Các chi sau của nó dài hơn và khỏe hơn các chi trước. Vì vậy, nó có thể tìm kiếm thức ăn bằng cả bốn chân nhưng lại chạy nhanh hơn bằng hai chân. Chiếc đuôi dài này giúp giữ thăng bằng khi đi hoặc chạy. Mặc dù nó chủ yếu di chuyển trên đất liền, nhưng các nhà khoa học đã cho rằng Parasaurolophus có thể bơi được quãng đường ngắn. Một số người cho rằng mào của nó là một loại ống thở. Chế độ ăn của loài khủng long này có lẽ bao gồm nhiều loài thực vật, bao gồm thực vật vùng thấp, dương xỉ, cây mè, cây lá kim và thực vật có hoa có nhiều trong môi trường sống của nó. Nó có cái miệng giống với cái mỏ vịt với những hàm răng sắc nhọn ở phía sau để nghiền các loại thực vật. Nó dùng mỏ để cắn đứt thực vật và răng của nó giúp phá vỡ các sợi thực vật cứng. Miệng của nó chứa hàng trăm chiếc răng nhỏ nằm sát phía trước miệng. Những chiếc răng này liên tục được thay thế khi chúng bị sói mòn trong suốt cuộc đời. Parasaurolophus và các loài khủng long Hadrosaurid khác có thể đã thể hiện một số mức độ hành vi xã hội.
Động vật ăn cỏ thường sống theo nhóm, điều này giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống lại kẻ săn mồi và cũng giúp hợp tác tìm kiếm thức ăn. Các nhà khoa học đã cho rằng chiếc mào phức tạp của Parasaurolophus có thể đã được sử dụng như một thiết bị liên lạc với khả năng tạo ra những âm thanh hoặc tiếng gọi riêng biệt. Mào rỗng có thể đã hoạt động như một buồng cộng hưởng, cho phép nó tạo ra âm thanh tần số thấp, có thể dùng để giao tiếp trong cùng loài hoặc như một phương tiện để thu hút bạn tình. Điều này càng ủng hộ ý kiến cho rằng loài khủng long này thể hiện tính bầy đàn và các hình thức hành vi xã hội khác. Vòng đời của Parasaurolophus. Parasaurolophus và các loài khủng long khác có khả năng đẻ trứng để sinh sản. Những con cái sẽ đẻ trứng vào tổ được xây trên mặt đất. Các nhà khoa học cho rằng một số loài khủng long mỏ vịt, chẳng hạn như Parasaurolophus, thích làm tổ ở vùng cao hơn. Bằng chứng hóa thạch về tổ và ổ trứng được tìm thấy có liên quan đến khủng long mỏ vịt cho thấy rằng chúng chăm sóc tổ của mình và có khả năng thể hiện một số mức độ chăm sóc của cha mẹ ngay sau khi trứng nở. Các cá thể Parasaurolophus bị thành niên có hình dạng và tỷ lệ tương tự như các dạng trưởng thành về mặt giải phẫu. Chúng phát triển nhanh chóng, đạt đến độ chín trong vòng vài năm. Các chuyên gia cho rằng Parasaurolophus con có thể đã đi bằng hai chân sau, trong khi con trưởng thành sẽ đi bằng bốn chân nhiều hơn. Khi chúng lớn lên, các trí trước sẽ trở nên khỏe mạnh hơn để hỗ trợ trọng lượng của khủng long trưởng thành. Sự tiến hóa và lịch sử. Như đã nói thì Parasaurolophus là một thành viên của họ Hadrosauridae, bao gồm nhiều chi khủng long mỏ vịt. Khủng long mỏ vịt tiến hóa khoảng 100 triệu năm trước và là một trong những nhóm khủng long thành công nhất cho đến cuối kỷ phấn trắng. Bộ xương sau sọ và sơ đồ cơ thể chung của loài Hadrosauridae vẫn nhất quán về mặt hình thái khi chúng tiến hóa. Những giải phẫu hộp sọ và hàm dưới của chúng đã thay đổi đáng kể với nhiều cải tiến chuyên biệt khác nhau giữa các loài. Những biến thể này thậm chí còn tồn tại trong các loài trong cùng một chi. Trong họ Hadrosaurid, Parasaurolophus thuộc phần họ Lambeosauridae được đặc trưng bởi các mào sọ rỗng và phức tạp. Một số họ hàng gần nhất của loài khủng long này trong phân họ bao gồm Corythosaurus, Lambeosaurus và Hippacrosaurus. Parasaurolophus và các loài khủng long liên quan khác đã tiến hóa từ các cấu trúc đơn giản hơn khi được tìm thấy ở các loài khủng long trước đó. Mào này trải qua những thay đổi đáng kể theo thời gian, với các loài khác nhau biểu hiện sự khác biệt về kích thước và hình dạng mào. Parasaurolophus và các loài Lambeosaurin khác cũng tiến hóa mỏ hẹp hơn so với các loài Hadrosaurin. Điều này giúp chúng có thể kiếm ăn một cách có chọn lọc hơn, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống sót của chúng. Tương tác với loài khác. Là một loài động vật ăn cỏ to lớn, tương đối không có khả năng tự vệ, Parasaurolophus có thể là mục tiêu lý tưởng cho những kẻ săn mồi ăn thịt lớn sống ở Bắc Mỹ trong kỷ phấn trắng muộn. Điều này bao gồm các loài săn mồi như Gorgosaurus, Daspletosaurus và các loài khủng long chân thú khác. Parasaurolophus có thể sống theo đàn hoặc nhóm để đảm bảo sự bảo vệ tập thể và tăng cường cảnh giác trước những kẻ săn mồi. Sự hiện diện thành đàn sẽ khiến những kẻ săn mồi riêng lẻ gặp khó khăn hơn trong việc nhắm mục tiêu và bắt thành công một trong số chúng. Parasaurolophus có thể đã cạnh tranh với các loài khủng long ăn cỏ khác ở trong cùng một hệ sinh thái. Điều này bao gồm các loài khủng long ăn thịt khác, chẳng hạn như Corythosaurus và Lambeosaurus, cũng như các nhóm khủng long ăn cỏ khác như Centrosaurus, Pentaceratops, Chasmosaurus và Styracosaurus. Những loài này có khả năng cạnh tranh về nguồn thức ăn và có thể dẫn đến xung đột. Ý nghĩa văn hóa. Parasaurolophus là một trong những loài khủng long Hadrosaurid nổi tiếng nhất. Đỉnh sọ dài, cong ngược đặc biệt của nó khiến các nhà khoa học, những người đam mê khủng long và công chúng nói chung có thể nhận ra nó ngay lập tức. Vẻ ngoài độc đáo của loài khủng long này cũng là lý do tại sao nó thường xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông liên quan đến khủng long, bao gồm đồ chơi, tác phẩm nghệ thuật, sách, phim và phim tài liệu. Nó đã xuất hiện trong các bộ phim khủng long mang tính biểu tượng như Công viên kỷ Jura và tất cả các phần tiếp theo của nó. Trong những bộ phim này, nó thường được miêu tả là một loài động vật ăn cỏ hiền hòa và hùng vĩ. Những mô tả này đã góp phần giúp loài khủng long tiếp tục nổi tiếng và được công chúng ngày một công nhận. Parasaurolophus cũng rất quan trọng đối với nghiên cứu khoa học. Những khám phá và nghiên cứu hóa thạch liên quan, nó đã cung cấp những hiểu biết có giá trị về giải phẫu, hành vi, mô hình tăng trưởng và hệ sinh thái của loài khủng long Hadrosaurid. Vẻ ngoài nổi bật của loài khủng long này và mục đích của mào sọ của nó đã khơi dậy sự tò mò của giới khoa học, dẫn đến nhiều giả thuyết liên quan đến chức năng của nó.
các nhà khoa học đã đề xuất những ứng dụng cả về mặt sinh lý và hành vi cho màu sọ này. Các ứng dụng sinh lý có thể bao gồm điều chỉnh nhiệt độ và chức năng khứu giác. Nó cũng có thể phục vụ các mục đích hành vi, chẳng hạn như được sử dụng làm buồng cộng hưởng, tạo ra những âm thanh tần số thấp, giúp giao tiếp hoặc nhận dạng loài. Cho đến nay, ba loài Parasaurolophus đã được xác định, mỗi loài đều có những khác biệt đáng chú ý, đặc biệt là về hình thái màu sọ của chúng. Những khám phá trong tương lai và nghiên cứu sâu hơn có thể tiết lộ rất nhiều sự thật thú vị hơn về những loài khủng long này và cách chúng sống. Parasaurolophus là một loài khủng long ăn cỏ lớn sống vào cuối kỷ phân trắng. Với chiều mào cong ngược về sau vô cùng đặc biệt, mào rỗng này đã được các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng và nhiều mục đích khác nhau đã được đề xuất cho nó. Nó có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, bao gồm điều chỉnh nhiệt độ, giao tiếp hoặc nhận dạng loài. Nghiên cứu vẫn đang tiếp tục về vấn đề này và các khía cạnh thú vị khác về giải phẫu và hành vi của loài khủng long này. Trong tương lai, cuối cùng chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời thuyết phục về chức năng của chiếc mào bí ẩn của Parasaurolophus. Video ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Vẫn như video trước, mình sẽ đặt một câu hỏi và các bạn sẽ trả lời ở phần bình luận. Đáp án sẽ được công bố vào video tiếp theo. Câu hỏi là, Parasaurolophus là con mồi của loài khủng long nào dưới đây? A. Tyrannosaurus rex. B. Gorgosaurus. C. Giganotosaurus. Và D. Carcharodontosaurus. Nếu thấy video này hữu ích, hãy giúp chúng mình để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.